Bật on lên là mở chế độ bình. Rồi để chế độ DC. Trung bình, giữa tốc độ trung bình nè, lâu, bên đây là tốc độ thấp nè. Bên cạnh lúc này nút đèn đó, để chúng ta mở chế độ on và mở chế độ DC nha. DC thì đây có phần trăm hiển thị pin nè. Bên trái á, là hai là độ cao. Còn khi ở nhà mà muốn sử dụng chế độ quạt tiền á, để bảo vệ bình không không ảnh hưởng gì á, thì chúng ta sẽ sử dụng chế độ AC và chế độ quạt điện. Để sử dụng quạt điện á, thì ta bật cái đế sang nút off. Để chế độ sử dụng quạt điện ta bật qua AC ha. Khi mà bật qua AC thì nó sẽ tắt do là chúng ta đang mở on phía dưới. On phía dưới nghĩa là đang mở chế độ DC, cho nên khi chúng ta mở chế độ AC để nó tự tắt ha. Và chúng ta sẽ bật off, mở chế độ điện nguồn trực tiếp á, hoặc điện thì bật off. Đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây số 8 thẳng kèm nè, cái dây nguồn nè, chúng ta gắm vào đây. Khi chúng ta cắm dây điện mà chế độ off ở dưới đế nó tắt rồi, thì khi cắm điện nó tự sạc, nó tự chạy ha. Tắt thì chúng ta để nút giữa nè. À, nó sẽ tắt. Còn bật qua DC nó sẽ không chạy. Nó không chạy vì chúng ta đang để chế độ off với đế rồi, cho nên nó chỉ sạc hoạt động ở chế độ AC thôi ha. Mình nhắc lại, cái đế off thì dùng AC, còn on nó thì dùng DC ha. Đèn độ cao, là mát luôn. Chúng ta bật AC đúng nó mà hoạt động rất là mát luôn. Đèn lúc giữa cũng tắt, nhưng mà mấy cái đèn giữa là tắt hết á, còn bên trái bên phải là mình đang chiếu thôi. Mất điện ở đây, điện xéo. Ok.
điện nha, nhấn là đứng thôi.